Sau Thế chiến thứ ba thì đất nước nào sẽ bị mất tên ra khỏi bản đồ thế giới? Nó cũng khổm. Để con hỏi câu gì đi. Con biết là có một vài bạn, mà con nghĩ là rất là nhiều bạn, nếu mà họ thành tâm, họ muốn làm đệ tử của sư phụ thì phải làm sao? Trong đó có con. Mấy đứa họ thiên trên Facebook với YouTube post lên cái bài mà khấn nguyện mà lập thể với cha đó, từ vô thủy sản gì đó, mấy cái bài thiếu gì. Đọc cái bài đó quay về hướng đông bắc, nếu mà trịnh trọng á, là 12 ly nước 12 cái bông. Nhớ quay về hướng đông bắc nha, cổng thiên đình ở đông bắc. Hôm nay con tên là Tô Lâm, hôm nay con hối hận, con muốn làm con của ông trời, thì con là Thiên Lâm. Thì quay về hướng đông bắc lại một cái, rồi đốt 12 cây nhang là xong. Từ đó là cha xót tội hết, là về trời. Từ Tô Lâm thành Thiên Lâm, hiểu chưa? Giống như Bác Trọng vậy đó, Nguyễn Phú Trọng, bây giờ phụ sinh cho ổng là Thiên Phú Trọng. Rất là dễ. Còn thí dụ như chồng mình đạo khác nó không thích, thì mình lén bữa nó không có ở nhà đó, mình quay về hướng đông bắc mình làm xong mà nó dễ đâu biết. Thì trả lời câu của con. Còn trả lời câu của đại tử này, sau đại chiến thứ ba nước nào còn nước nào mất, chứ mà không có chính xác, nhưng mà cái ring of the fire nó chỉ còn lại 18 nước. Nhưng mà cái nước Mỹ và nước Lào á, hôm nay á, nó làm cái kênh gì, nó kêu kênh gì con? Kênh Phù Nam. Ngày xưa sư phụ là đại đế Phù Nam. Đây, thành An Cư Quát là sư phụ xây. Ở ngay vùng của Đồng Tháp là bao nhiêu cái đền đài ở dưới là của tài sản của sư phụ thời đó, cha kêu làm. Cho nên sau này sư phụ sẽ thống nhất lại cái vùng đó giống như Phù Nam thời xưa vậy đó. Chân mệnh thiên tử muốn gì là được đó, con có biết không? Cho nên mẫn ông thần đó, là sau này nước Miên trở thành nước Việt. Nếu mà trong đời sư phụ làm được, không làm được sư phụ cũng không có cam đâu. Nhất định sư phụ lấy nước Miên và nước Lào, và đồng thời không có để nó làm cái kênh Phù Nam để mà nó làm mất cái phong thủy của nước mình đó. Có những chuyện mà sâu xa sư phụ không có nói, tại con hỏi sư phụ nói thôi. Sư phụ làm vua nhiều đời lắm, chỉ có 100 năm sau tới sư phụ đóng phim nè. Cũng giống như Tom Cruise hay là cũng giống như mấy tài tử ở Việt Nam á, ngại đóng bà ông phim đó. Hiện giờ sư phụ đang đóng phim nữa nè. Phim này là phim Thiên Long Sơn, phim Thiên Tứ Kiệt. Chứ mấy cái phim thời xưa vui hơn. Thời xưa sư phụ có quy quyền hơn phải không? Nói một cái là trời ơi biết bao nhiêu quân lính. Còn bây giờ phim này hơi buồn. Đại tử mình nó đá mình như trái banh vậy, đừng nói làm chi mà ấy. Nó suốt, đứa này nó dẻ. Nó dẻ giống như là cù hèo, cù lê, ba lê vậy đó. Nó đưa qua đứa kia suốt. Rồi lúc đó thì nó tăng tuổi thọ mà lên, cái đưa banh cho đứa kia đập xuống. Cô đâu có muốn mấy cái vụ đó. Tức là một bên thì tôn trọng, một bên thì chà đạp, phải không? Cho nên đại tử bây giờ nó mưu mô đủ kiểu để mà nó đập sư phụ tan tành. Tôi biết cả năm nay, biết không? Rồi để thử lòng người thôi, sao biết được con. Chỉ có những đứa đại tử nó không có hiểu mình chưa tới, thì thôi đợi dài 300 dòng đi, thì thù cứu mấy đứa con. Trên đời này ai muốn khấn tuổi thọ ai cũng phải hỏi ý người đó, chứ không phải tự muốn làm. Về thù nói ngày mai tất cả họ thiên lập đàn tràng khấn cho thiên Hằng Nga sống 100 tuổi, là bảo đảm ngày mai Hằng Nga chết liền á, tại nó không có đủ phước. Rồi cái gặp, nhưng mà nó mà bị chấp cái đó nữa, cái là nó cũng chết. Tại vì cái thái quá, đã quá, người ta khấn cho mình đã. Ngày đầu tiên là sư phụ tâu về trời liền. Đây là không đúng, something wrong. Trời, cha nói con hay thiệt nha, con phát hiện hay thiệt. Thử cái lòng coi sư phụ có ngã không á. Tất cả đều là bài học. Trên đời này, con để nhớ, mình có một thượng đế duy nhất, một sư phụ duy nhất, một thiên tướng kiệt duy nhất, một thái tử thiên đình duy nhất, là con đi đúng. Không bao giờ có người thứ hai trên quả địa cầu này.
Và nên nhớ những lời thù nói, những chuyện thù làm. Nó có cả cái hội đồng chư Phật á. Chẳng lẽ cả triệu chư Phật làm sai? Chẳng lẽ cha làm sai? Suy nghĩ đi con. Bộ mấy gì không biết hả? Mấy gì biết hết. Chẳng qua là nó cũng như cái câu chuyện thù nhắc khéo mấy con á. Khổng Tử á. Với ông thầy mà ông chạy cái suối ông ôm nhỏ không có mặc đồ lên cứu á. Cô làm gì chuyện của vô hữu, mấy con đừng để ý. Làm mấy con nhiều chuyện không để ý.